Những chi tiết sẽ có trong bản tin Thế giới thể thao ngày hôm nay. Nhìn lại vòng 5 V-League, Công Phượng lập cú đúp Hoàng Anh Gia Lai thắng trận đầu tiên. Trọng tài thừa nhận mắc sai lầm khiến Sông Lam Nghệ An thất bại. Tôi muốn làm sự công bằng và sự muốn cho cái bóng đá Việt Nam tốt lên. Chủ công libero Âu Hồng Nhung tấm gương vươn lên nghịch cảnh. Đó là những thông tin thể thao trong nước sẽ có trong bản tin tối ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị trong một khung giờ có rất nhiều sự lựa chọn để theo dõi như thế này, vẫn chọn để đồng hành cùng với bản tin Thế giới thể thao của Thể thao TV và Bóng đá TV. Và mở đầu bản tin hôm nay, chúng ta sẽ cùng tới với những diễn biến của vòng đấu thứ 5 của V-League 2017. Vòng đấu vừa kết thúc vào chiều ngày hôm qua. Đây là một vòng đấu tiếp tục chứng kiến sự thăng hoa của những đội bóng trong top đầu, sự quật khởi của các chân sút nội và cùng với đó là cả các sai lầm của các trọng tài. Sau 4 vòng đấu đầu tiên, Hoàng Anh Gia Lai chỉ giành được 1 điểm để áp lực rất lớn khi đón tiếp sổ số Kiến Thiết Cần Thơ trên sân nhà. Tuy nhiên, siêu phẩm của Văn Thanh cùng cú đúp của Công Phượng đã giúp đội bóng phố núi có chiến thắng đầu tiên. Đáng chú ý, hai bàn thắng của Công Phượng cũng giúp anh giải tỏa tâm lý sau hơn 500 ngày không thể ghi bàn ở V-League. Bởi lần gần nhất mà Công Phượng lập công ở giải đấu này đã diễn ra vào ngày 22 tháng 8 năm 2015. Đó là trận đấu mà Hoàng Anh Gia Lai thắng Sông Lam Nghệ An 3-1. Không chậm chạp như Hoàng Anh Gia Lai khi phải tới vòng 5 mới có chiến thắng đầu tiên, FLC Thanh Hóa đã có 4 trận bất bại, trong đó có 3 chiến thắng. Và ở vòng 5, các học trò của huấn luyện viên Petrovic đã tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của mình khi đánh bại Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng ở phút bù giờ của Văn Bình. Cùng với việc câu lạc bộ Hà Nội bị cầm hòa ở vòng đấu này, FLC Thanh Hóa đang vững vàng ở ngôi số 1 trên bảng xếp hạng. Tại vòng 5, Sông Lam Nghệ An tiếp tục thất bại trước Quảng Nam dù đã có 2 bàn dẫn trước. Tuy nhiên, màn nội ngược dòng của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đã bị lu mờ bởi một quyết định sai của trọng tài Trung Kiên khi công nhận bàn thắng của Claudicia. Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 và mở ra chiến thắng chung cuộc 4-2 cho Quảng Nam. Tình huống quay chậm cho thấy thủ thành Nguyên Mạnh đã bị phạm lỗi trước đó, thế nhưng trọng tài Trung Kiên đã không cắt còi. Sau trận, trọng tài này đã phải gửi lời xin lỗi tới câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Trận hòa 1-1 trước câu lạc bộ Bóng đá Sài Gòn ở vòng 5 không giúp BKM Bình Dương cải thiện vị trí thứ 7 của mình trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, bàn thắng của Anh Đức ở trận đấu này đã giúp anh vươn lên độc chiếm vị trí số 1 trong cuộc đua đến ngôi vua phá lưới. Tổng số bàn thắng mà tiền đạo này ghi được sau 5 vòng đấu của V-League 2017 là 6 bàn. Vừa rồi là những điểm nhấn ấn tượng của vòng 5 V-League diễn ra vào cuối tuần qua. Ngay sau đây, hãy cùng chúng tôi đến với kết quả các trận đấu còn lại và bảng xếp hạng các đội bóng sau vòng đấu này. Ở những trận đấu còn lại, câu lạc bộ Hà Nội và SHB Đà Nẵng đã cầm chân nhau với tỷ số 1-1 trên sân Hàng Đẫy. Long An để thua 1-2 trước Hải Phòng, trong khi đó Than Quảng Ninh tạm thời chấm dứt cơn khủng hoảng khi giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước đội chủ nhà Sanna Khánh Hòa Biển Việt Nam. Như vậy, sau vòng đấu thứ 5, Hoàng Anh Gia Lai với chiến thắng đầu tiên ở mùa giải này đã leo lên vị trí thứ 12, nhường lại vị trí cuối bảng cho sổ số Kiến Thiết Cần Thơ. Quảng Nam sau cuộc ngược dòng ấn tượng trước Sông Lam Nghệ An vẫn duy trì mạch bất bại và đứng ở vị trí thứ 2, kém đội đầu bảng FLC Thanh Hóa 2 điểm. Câu lạc bộ Hà Nội đứng thứ 3, tiếp theo là Hải Phòng và SHB Đà Nẵng. Một lần nữa thì công tác trọng tài lại được nhắc tới tại V-League sau vòng đấu thứ 5. Sai sót của trọng tài Nguyễn Trung Kiên khiến cho huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng của Sông Lam Nghệ An tỏ ra rất bức xúc và đó cũng chính là một trong những phát biểu đáng chú ý nhất của vòng đấu này. Tôi muốn làm sự công bằng và sự muốn cho cái bóng đá Việt Nam tốt lên vì gì? Nhiều trường hợp xảy ra, những cái mà tôi không muốn nhắc lại. Chúng tôi tôn trọng cái gì sai chúng tôi nhận. Nhưng mà cái gì trọng tài nhiều mùa giải cả quá cũng giống như nói là những cái nhìn nhận. Tôi cũng gặp là giám sát trọng tài tôi nói. Và giám sát trọng tài cũng ghi nhận cái điều đấy. Và các bạn thấy là kể cả giống như trường hợp của Trong Sơn hay những cái gì phải lên án thật mạnh mẽ thì khi đó mới thay đổi một cái quyết định như thế. Đấy là điều đáng buồn của bóng đá Việt Nam. Vì là còn chân sút mà 32 tuổi vẫn là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng. Thế đấy là một điều mà chúng ta thấy rằng cũng là buồn. Vì là chúng ta các cái cầu thủ trẻ chúng ta như Công Phượng hiện nay là một ngôi sao. Nhưng mà hiện nay là qua 4 trận rồi chưa ghi được bàn thắng nào. Thì đấy là cái mà chúng ta thấy là rất đáng buồn. Theo thông tin mà chúng tôi vừa mới cập nhật được thì với những sai sót mắc phải trong trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Quảng Nam, trọng tài Nguyễn Trung Kiên B sẽ bị treo còi ở vòng đấu thứ 6 của V-League sắp tới.
Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm trở lại đây, Sông Lam Nghệ An luôn được biết đến là đội bóng gặp nhiều khó khăn về vấn đề tài chính. Đây là một trong những nguyên nhân chủ chốt khiến cho công tác đào tạo trẻ cũng như thành tích của họ tại V-League ngày một đi xuống. Để tìm một hướng đi cho bài toán này, lãnh đạo tỉnh ủy Nghệ An đã có một buổi làm việc với câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An với mong muốn tìm ra giải pháp. Sáng nay 13 tháng 2, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư tỉnh ủy Nghệ An, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An đã đến thăm đại bản doanh câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đắc Vinh thay mặt lãnh đạo tỉnh nhà hứa sẽ hỗ trợ tối đa cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An về mặt cơ chế, chính sách thuế và các chính sách khác để đội bóng này ngày càng có thành tích tốt hơn, xứng đáng với sự kỳ vọng của người hâm mộ. Bên cạnh đó, trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An sẽ hỗ trợ tối đa kinh phí, chính sách thu hút các doanh nghiệp tài trợ để đội bóng xứ Nghệ thực hiện tốt công tác đào tạo trẻ. Phía câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, ông Nguyễn Hồng Thanh đã đề xuất 5 vấn đề tài trợ mới như sửa lại mặt cỏ sân Vinh, xây thêm nhà ở cho vận động viên trẻ, tu sửa khán đài. Đồng thời, nếu có thêm nguồn kinh phí khoảng 20 tỷ một mùa, Sông Lam Nghệ An sẽ đặt quyết tâm cạnh tranh ngôi vô địch ở giải vô địch quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, vòng 5 của V-League có thể được xem là một vòng đấu thành công của các cầu thủ nội. Điều này chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều tín hiệu lạc quan cho đội tuyển quốc gia khi mà những học trò của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng tại U23 và đội tuyển quốc gia phần lớn đều có màn thể hiện ấn tượng kể từ khi V-League khởi tranh. Đây sẽ là tiền đề để người hâm mộ có thêm kỳ vọng, nhất là trước một giải đấu quan trọng nhất trong năm 2017, đó là SEA Games 29. Và ngay sau đây, hãy cùng nhìn lại đội hình tiêu biểu của vòng 5 theo lựa chọn của chúng tôi với sự xuất hiện của khá nhiều tuyển thủ quốc gia. Tại vị trí thủ môn, Đặng Văn Lâm của Hải Phòng là gương mặt xứng đáng nhận được nhiều sự bình chọn. Sau hai mùa giải không mấy thành công tại Hải Phòng, thủ thành Việt Kiều này đang thể hiện một phong độ ấn tượng và giành lấy suất chính thức trong khung gỗ của Hải Phòng. Tại vòng 5, sự chắc chắn của Đặng Văn Lâm là điểm tựa quan trọng cho các đồng đội giành 3 điểm trước Long An. Trong khi đó, ở vị trí của cặp trung vệ, Lê Văn Phú của Hải Phòng và Dương Thanh Hào là hai gương mặt được chúng tôi lựa chọn. Nếu như Lê Văn Phú xuất sắc với những pha cản phá, tạo tình huống tốt và trực tiếp ghi bàn tại vòng 5, thì Dương Thanh Hào lại là mẫu trung vệ khôn ngoan, lì lợm và bọc lốt tốt. Ở hai vị trí hậu vệ biên, Vũ Văn Thanh với màn thể hiện ấn tượng tại vòng 5, trực tiếp giúp Hoàng Anh Gia Lai giành 3 điểm đầu tiên trong mùa giải, đương nhiên chiếm một vị trí trong đội hình tiêu biểu và đã cặp cùng anh là hậu vệ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh Âu Văn Hoàn. Ở hai vị trí tiền vệ trụ cột của đội hình tiêu biểu vòng 5, lần lượt là Hoàng Văn Bình của FLC Thanh Hóa và Phan Thanh Hưng của Quảng Nam. Cả hai tiền vệ trụ này đã có một vòng đấu xuất sắc và để lại dấu ấn của mình với những bàn thắng hết sức quan trọng. Trong khi đó, Vũ Minh Tuấn vừa trở lại sau chấn thương đã tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng của Quảng Ninh trước Sana Khánh Hòa Biển Việt Nam. Không thể phủ nhận, tiền vệ mang chiếc áo số 6 này luôn là linh hồn của đội bóng đất mỏ và đã gặp cùng Vũ Minh Tuấn là Nguyễn Quang Hải của câu lạc bộ Hà Nội, cầu thủ mà người ta đã nhắc đến quá nhiều với những siêu phẩm kể từ đầu mùa. Với hai bàn thắng tại vòng 5, Nguyễn Công Phượng đã phần nào lấy lại hình ảnh của một chân sút được kỳ vọng nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Và những người hâm mộ Công Phượng đã bắt đầu hy vọng rằng đây sẽ là điểm tựa để anh tìm lại chính mình. Và chơi bên cạnh Công Phượng trên hàng công sẽ là Nguyễn Anh Đức của BKM Bình Dương. Tiếp tục với các chuyển động của V-League, với việc chỉ có được vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với một chiến thắng và một trận hòa sau 5 vòng đấu, ban lãnh đạo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định sẽ bổ sung thêm một vị trí trong thành phần của ban huấn luyện đội bóng. Ban lãnh đạo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã bổ nhiệm ông Phùng Thanh Phương lên làm trợ lý cho huấn luyện viên trưởng Alan Fiat ở những vòng đấu tiếp theo ở V-League năm nay. Trong quá khứ, vị huấn luyện viên 39 tuổi từng có 2 năm làm huấn luyện viên trưởng tại đội bóng Sài Thành khi câu lạc bộ này thi đấu ở giải hạng nhất. Với thắng lợi 1-0 trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng 5 V-League cuối tuần qua, các cầu thủ FLC Thanh Hóa đã nhận được 500 triệu đồng tiền thưởng, tướng bầu Trịnh Văn Quyết. Ngoài ra, trước trận đấu, bầu Quyết cũng vào phòng thay đồ để lì xì cho mỗi cầu thủ đội bóng xứ Thanh 100 đô la Mỹ. Hiện tại FLC Thanh Hóa vẫn đang duy trì thành tích bất bại với ngôi đầu trên bảng xếp hạng. Một đội bóng khác cũng được nhận tiền thưởng ở vòng đấu thứ 5 là Hoàng Anh Gia Lai. Sau chiến thắng quan trọng 3-0 trước xổ số Kiến Thiết Cần Thơ, các cầu thủ đội bóng phố núi đã nhận được 100 triệu đồng tiền thưởng từ nhà tài trợ là công ty cổ phần sữa chuyên nghiệp Việt Nam VPMU. Đây là số tiền không lớn nếu so với những đội bóng khác, nhưng lại là nguồn động viên khích lệ to lớn đối với Công Phượng và các đồng đội. Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội sẽ không thể có được sự phục vụ của bộ đôi tiền đạo Hoàng Vũ Samson và Gonzalo trong chuyến làm khách trên sân của câu lạc bộ Hải Phòng ở vòng đấu tới.
trong khi Hoàng Vũ Sam Sơn phải chịu án treo giò 2 trận từ ban tổ chức, thì cầu thủ người Argentina hiện vẫn chưa thể thi đấu do chấn thương cổ chân chưa bình phục. Ở mùa giải năm ngoái, bộ đôi này đã ghi được tổng cộng 26 bàn thắng, có công lớn vào chức vô địch thứ 3 trong lịch sử của đội bóng thủ đô. Chuyển sang những thông tin thể thao trong nước đáng chú ý khác. Tay vợt Lý Hoàng Nam từng được cộng 2 điểm trên bảng xếp hạng ATP khi vào đến tứ kết của giải Trung Quốc F1 Future năm ngoái. Chính vì vậy, ở giải đấu năm nay, Hoàng Nam tiếp tục tham dự để bảo vệ những điểm số quý giá này. Lý Hoàng Nam sẽ khởi đầu năm 2017 bằng việc tham dự giải Trung Quốc F1 Men Future. Với thứ hạng 640 thế giới, ở thời điểm ban tổ chức chốt danh sách đăng ký, tay vợt 20 tuổi sẽ được vào thẳng vòng đấu chính. Cũng tham dự giải đấu này còn có một tay vợt khác của Việt Nam là Trịnh Linh Giang. Tuy nhiên tay vợt này đã bị loại trước khi bước vào vòng đấu chính. Còn tại giải cờ vua nữ vô địch thế giới 2017 tại Iran, kỳ thủ của Việt Nam Phạm Lê Thảo Nguyên đã có sự khởi đầu thành công dù gặp phải đối thủ hơn mình 104 elo trên bảng xếp hạng là Javakhishvili Lela, nhưng Thảo Nguyên đã thi đấu xuất sắc để giành chiến thắng với tỷ số chung cuộc 1-1/2, 1-2 sau hai ván đấu. Đối thủ tiếp theo của Thảo Nguyên là kỳ thủ Alexandra Goryakina của Nga. Tại lượt trận thứ hai bảng A giải bóng chuyền quốc tế Cúp Liên Việt Postbank, chủ nhà Thông tin Liên Việt Postbank tiếp tục có một trận đấu dễ dàng khi đối mặt với các cô gái tới từ Malaysia. Thắng dễ 25-6 trong set đầu tiên, các học trò của huấn luyện viên Phạm Văn Long chỉ gặp đôi chút khó khăn ở đầu set 2 khi Malaysia đã có lúc vươn lên dẫn điểm. Tuy nhiên, Thông tin Liên Việt Postbank nhanh chóng lấy lại thế trận và giành thắng lợi 25-14. Set thứ 3, Malaysia tiếp tục chứng tỏ sự non nớt của mình và để thua 12-25 trước Thông tin Liên Việt Postbank. Tại Thông tin Liên Việt Postbank cách đây 5-6 năm thì Âu Hồng Nhung là một chủ công trẻ đầy triển vọng. Tuy nhiên, những chấn thương liên miên đã khiến cho cô giờ đây chỉ có thể đảm nhận vai trò của một libero. Mặc dù vậy thì cũng chính điều đáng tiếc này đã cho chúng ta thấy được nghị lực vươn lên của cô gái này. Đây là hình ảnh của Âu Hồng Nhung cách đây hơn 2 năm. Ở Thông tin Liên Việt Postbank, cô gái Lạng Sơn này là lựa chọn số 1 ở vị trí đối chuyền. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Nhung từng cùng các đàn chị giành huy chương bạc SEA Games 27 trên đất Myanmar. Quá khứ là vận động viên hàng trên triển vọng, nhưng 2 năm qua, khả năng nhảy và đập bóng của Âu Hồng Nhung bị hạn chế đáng kể bởi chấn thương đầu gối. Và để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp, cô gái 24 tuổi này buộc phải chuyển xuống chơi ở hàng sau với vai trò mới, libero. Ngày trước em Nhung là một chủ công thì cái chuyên môn của em ấy gần như toàn diện, bởi vì em ấy có thể phòng thủ bước một hàng sau rất là tốt. Thì em nghĩ là em ấy dần dần tập theo năm tháng thì cái vị trí này cũng không gây khó khăn trở ngại cho em mình ấy. Thì đến lúc khi ra thì rất thuận lợi, nhưng mà đến lúc mà để vào làm việc chính thức, để thành một libero chính thức thì rất là khó khăn đối với em, rất là nhiều áp lực. Chủ công thì đôi khi mình hơi lả lơi hơn một chút ấy. Có nghĩa là mình hơi lơi là hơn một chút, còn chủ libero thì luôn phải trong trạng thái là rất là tỉ mỉ và cẩn thận ạ. Dù libero chỉ là vai trò bất đắc dĩ, nhưng mỗi khi ra sân, Âu Hồng Nhung luôn nỗ lực hết sức để đóng góp cho đội bóng. Phần nào thấy lại hình ảnh của Diệu Linh, libero số 1 của bóng chuyền Việt Nam cách đây vài năm. Theo chủ quan của tôi, nếu như Nhung mà được rèn luyện trong quá trình rèn luyện qua các giải đấu lớn, qua những quá trình rèn luyện mà như cái đam mê của Nhung như vậy, thì tôi nghĩ rằng Nhung cũng có thể không thua kém gì em Linh của chúng tôi trước đây. Nói chung là đối với em thì người ta nhớ đến em là tốt rồi, còn về vấn đề mà làm chủ công hay libero thì em thấy hai vị trí đều được. Trở lại thi đấu sau chấn thương nặng đã là rất khó khăn, trở lại mà còn chơi trái sở trường lại càng khó khăn hơn gấp bội. Bởi vậy, mỗi bước chạy, mỗi pha đỡ bóng của Âu Hồng Nhung trên sân cũng là điều rất đáng quý. Bởi đó là thành quả, là minh chứng cho sự nỗ lực vươn lên nghịch cảnh của cô gái này trong suốt 2 năm qua. Đó là một tấm gương cho rất nhiều vận động viên khác có thể học hỏi về sự cố gắng vươn lên, vượt qua mọi khó khăn. Hy vọng là trong thời gian tới thì Âu Hồng Nhung sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng cho sự cố gắng của mình. Còn bây giờ thì hãy cùng chúng tôi quay trở lại với V-League 2017. Anh Đức Anh muốn đề cập tới điều gì vậy ạ? Vâng, tại vòng đấu thứ 5 vừa qua của V-League thì đã có tổng cộng 20 bàn thắng được ghi. Nhưng điều đáng chú ý là trong khi các chân sút nội đã cho thấy được khả năng của mình thì các chân sút ngoại lại tỏ ra kém duyên hoặc thiếu hiệu quả. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tới với top 5 bàn thắng đẹp nhất của vòng đấu thứ 5 theo bình chọn của chúng tôi.